Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Ngọc Gia Ban. Trên đây thì Ngọc Gia Ban lại tiếp tục cập nhật những mẫu ghế mới về tại cơ sở 1 ở địa chỉ 68 Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên, để các bạn có thể lựa chọn cho gia đình của mình với nhiều phân khúc cũng như là nhiều hãng khác nhau như là La Teola, Furikio, Family hay là Palasolic. Với chiếc ghế đầu tiên này là chiếc ghế thuộc hãng La Teola và nó có mã là 3510. Dòng La Teola nói chung thì nó được mệnh danh là lồi đồng cối đá vì cơ chế hoạt động của nó thì hoàn toàn bằng cơ nên là độ bền của nó rất là cao. Và chiếc ghế này chỉ với giá là trên 30 triệu đồng một chút thôi. Thì chiếc ghế La Teola này thì hiện tại cửa hàng Ngọc Gia Ban đang có hai cái giống nhau các bạn nhé. Sang chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế thuộc hãng Furikio. Furikio thì nó nổi tiếng thiên về vật lý trị liệu, nó giúp các bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn sau những cơn mệt mỏi vì đau lưng, cổ, vai, gáy, và nó sẽ nhịp nhàng hơn La Teola. Và chiếc Furikio này nó có mã là AK5000 và với giá là khoảng trên 20 triệu đồng. Sang chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế thuộc hãng Family. Family này thì nhìn về hình thức thì nó trông không được bắt mắt cho lắm, nhưng mà về giá thành của nó thì tương đối mềm, nó chỉ với giá là khoảng trên 20 triệu đồng một chút xíu thôi là các bạn đã sở hữu ngay một chiếc ghế massage nội địa Nhật mà có đầy đủ full tính năng từ cổ, vai, gáy, lưng, tay, chân. Sang chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế nhìn trông về hình thức bên ngoài trông nó rất là bắt mắt, nó thuộc hãng Tairutsu và có mã là AS2000. Và đây mình sẽ quay cận hơn cho bạn xem. Chiếc ghế này thì là chiếc ghế màu lâu cà phê. Thì đặc điểm của chiếc ghế này nó khác với các dòng ghế khác thì là con năm nó có thể đi xuống được tận gần như là phần mông này. Đó, nó sẽ giúp cho phần mông của chúng ta được thư giãn. Và dưới dòng này thì nó có con năm dưới lòng bàn chân. Thì chiếc ghế này nó mới giá khoảng trên 40 triệu đồng một tí. Sang chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế thuộc hãng Furikio. Đây là dòng bản trí tuệ nhân tạo với mã là AS2000, dòng bản cao cấp của Furikio. Nó lưu trữ được tất cả các thói quen của người dùng. Và một dòng nó có các bài đánh chuyên sâu về bài 30 phút, bài đánh nhanh 7 phút. Và dòng này thì nó với giá là khoảng trên 80 triệu đồng một chút. Sang chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế thuộc hãng Palasolic. Palasolic thì nó là một dòng thuộc phân khúc cao của ghế Nhật, nên là nhìn về hình thức bên ngoài cũng như là chất lượng bên trong nó được đánh giá rất là cao và được rất là nhiều khách hàng của Ngọc Gia Ban tin tưởng và lựa chọn chiếc ghế Palasolic. Chiếc ghế này thì với mã là MA86 với màu trắng và với giá là khoảng trên 70 triệu đồng một chút. Sang chiếc ghế tiếp theo là một chiếc ghế thuộc hãng phân khúc Furikio. Chiếc ghế này thì có mã là AS960, nó nổi tiếng với cái bài vặn sườn, bài kéo giãn cuộc sống, và chiếc này với giá là khoảng trên 40 triệu đồng. Sang chiếc ghế cuối cùng cũng là chiếc ghế phân khúc hiện tại cũng là gần như là cao nhất cửa hàng Ngọc Gia Ban, là chiếc ghế thuộc hãng Palasolic và có mã là MA98. Đây là chiếc ghế mà nó có con năm dưới lòng bàn chân, có massage phần mông riêng. Thì các bạn này, các bạn điều khiển có chiếc ghế này đó, thì chiếc ghế này với giá khoảng trên 80 triệu đồng một chút. Trên đây là những mẫu ghế hiện tại đang có mặt ở cơ sở 2 của Ngọc Gia Ban ở số 6 Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên. Thì ở trong đó có một số mẫu ghế nó trùng với cơ sở 1 nên là Ngọc Gia Ban chỉ nói tên hãng cũng như là đơn giá để các bạn có thể nắm bắt được nhé. Chiếc ghế đầu tiên này là chiếc ghế thuộc hãng Family và có mã là MC117. Thì chiếc ghế này với giá là khoảng trên 20 triệu đồng một chút. Sang chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế cũng thuộc dòng phân khúc tầm cao của Furikio và có mã là AS960. Thì chiếc ghế này với giá là khoảng trên 40 triệu đồng một chút. Sang chiếc ghế đồ sộ như thế này, nó trông không khác gì như một con robot. Nó thuộc hãng Family và nó có tên gọi là Lucilus 3000. Nó thiết kế nhìn về hình thức bên ngoài trông nó rất là bắt mắt, ôm sát cơ thể. Màn hình thì rất là rộng để tạo sự cho việc chúng ta sử dụng nó rất là đơn giản và dễ dàng. Dòng này thì nó là dòng đầy đủ cũng như là dòng phân khúc cao, nó không khác gì bản trí tuệ nhân tạo của Furikio như hay là Palasolic. Thì với những chiếc ghế đầy đủ cũng như full chức năng, hình thức đẹp như thế này thì nó với giá là chỉ trên 80 triệu đồng một chút thôi. Sang chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế thuộc hãng Palasolic, nó có mã là MA101.
Đây là chiếc ghế có phiên bản trí tuệ nhân tạo của Palasonic. Nó lưu trữ tất cả các thói quen của người dùng và với giá là chỉ trên 100 triệu đồng một chút. Sang chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế thuộc hãng Furikyo và có mã là SKS6008. Đây là một bản cao hơn bản AS. Thì bản SKS này thì cũng là màn hình cảm ứng này với bài bánh 30 phút, bài đánh nhanh 7 phút và với giá là khoảng trên 60 triệu đồng một chiếc. Sang chiếc ghế tiếp theo này là chiếc ghế thuộc mã là Palasonic và có mã là MA99. Đây là dòng này nó chỉ sau MA101 thôi. Nó có các ví dụ là có con năm dưới lòng bàn chân, rồi có phần massage phần mông riêng và có tấm sưởi hồng ngoại. Và chiếc ghế này với giá là khoảng trên 90 triệu đồng một chút. Sang hai chiếc ghế này thì đây không khác gì là một đôi, nó là một cặp của Furikyo và có mã là AS960 và với giá là khoảng trên 40 triệu đồng. Sang chiếc ghế tiếp theo này là một chiếc ghế phân khúc tầm trung cũng như là một trong những mẫu ghế mà Ngọc Gia Ban bán chạy nhất thuộc hãng Furikyo và có mã là AS840. Đây là một trong những bản đầy đủ cũng như full tính năng và giá thành thì rất là vừa phải, nó chỉ rơi khoảng tầm trên 30 triệu đồng một chút thôi. Sang chiếc ghế này là chiếc ghế cũng thuộc hãng Furikyo và có mã là AK5000, thì chiếc ghế này với giá là khoảng trên 20 triệu đồng. Sang chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế thuộc hãng Latiola và có mã là 3510, thì chiếc ghế này với giá là khoảng trên 30 triệu đồng. Chiếc ghế tiếp theo là chiếc ghế thuộc hãng Family có mã là hãng Fudi có mã là TR10, thì đây một trong những chiếc ghế thuộc phiên bản nhỏ gọn của Furikyo và với giá là chỉ trên 20 triệu đồng một chút. Chiếc ghế cuối cùng cũng như là một trong những phiên bản nhỏ gọn của Palasonic và có mã là MA36S. Đây là một trong những phiên bản nhỏ gọn của Palasonic và chiếc ghế này với giá là khoảng trên 40 triệu đồng. Nhìn mặt bằng chung thì Furikyo thì nó nổi tiếng về vật lý trị liệu, Latiola thì nó nổi tiếng về lồi đồng cố đá độ bền, Palasonic thì nó nổi tiếng về chất lượng cũng như là các chức năng và Family cũng vậy. Trên đây thì Ngọc Gia Ban cũng đã giới thiệu cho các bạn tất cả các mẫu ghế có mặt ở cơ sở 1 cũng như là cơ sở 2 của Ngọc Gia Ban. Nếu bạn nào có nhu cầu về ghế massage lô đình Nhật, đặc biệt là phân khúc từ tầm từ 10 triệu cho đến trên 80 triệu đồng một chút thì hai bạn hãy liên hệ với bên mình thông qua số điện thoại 0974945555. Cảm ơn các bạn đã xem video của Ngọc Gia Ban nhé. Xin chào các bạn.